Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tám Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại vòng đấu thứ 13 ngoại hạng Anh giữa Brighton với Leeds United. Đây là hai đội có lối chơi cực kỳ hiện đại, vì thế chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào trận cầu tấn công hấp dẫn. Hãy cùng Tám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay và cùng bàn luận với chúng tôi ở phần comment nhé. Soi kèo bóng đá Brighton gặp Leeds United tại vòng 13 ngoại hạng Anh. Thời gian diễn ra là 0:30 ngày 28 tháng 11 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Sau kèo trận đấu Brighton gặp Leeds United, phong độ của Brighton 5 trận gần nhất. Trải qua 12 vòng đấu, Brighton tiếp tục thể hiện những màn trình diễn tệ hại và họ vừa có thêm thất bại 0-2 trước Aston Villa ở vòng đấu gần nhất. Sau tuần thi đấu bết bát, đoàn quân của Graham Potter đã bị đẩy xuống vị trí thứ 9 với 17 điểm. Giai đoạn hiện tại họ đang sở hữu chuỗi trận 4 trận thắng, 5 trận hòa và 3 trận thua. Đặc biệt trong 5 trận đấu tại Ngoại hạng Anh vừa qua, họ vẫn chưa có thể có chiến thắng. Phong độ của Leeds United 5 trận gần nhất. Bên kia chiến tuyến là không khí ảm đạm từ Leeds United khi họ cũng có tuần thi đấu không thực sự thành công sau thất bại 1-2 trước Tottenham Hotspur. Hiện đội bóng đã rơi xuống vị trí thứ 17 với 11 điểm cùng 2 trận thắng, 5 trận hòa và 5 trận thua. Đặc biệt phong độ thi đấu của họ khả quan hơn Brighton khi có được 1 trên 5 trận thắng gần nhất. Sau kèo tài xỉu Brighton gặp Leeds United, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệu 1 của trận đấu là 1 hòa, còn mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2,5. Leeds United luôn tỏ ra là đội chiều dưới mỗi khi làm khách tới sân của Brighton. Điển hình, họ thua 5 trận gần nhất mà không ghi được bàn thắng nào, trong đó 4 trận kết thúc với dưới 2 bàn thắng. Sở trường của Brighton là xoay quanh khả năng phòng ngự phản công nên họ đã trải qua 6 trên 8 vòng đấu gần nhất có kết thúc tối thiểu. Leeds United với phong độ sa sút đã khiến màn trình diễn của họ không được như ý khi chứng kiến 5 trên 7 trận không nhiều bàn thắng, trong đó họ chỉ thắng có 2 trận. Vì thế lựa chọn cửa tài là lựa chọn hợp lý nhất ở trận này. Sau kèo nhà cái châu Á. Ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho cầu cả trận là 0,5. Brighton nằm cửa trên và chấp Leeds United 0,5 trái. Như đã nói, năm của hành quân đến sân Amex gần nhất, Leeds United đều nếm trái đắng. Chưa kể từ đầu mùa giải đến giờ, Brighton chỉ để thua 5/15 kèo đấu ở mọi đấu trường. Trong khi đó, Leeds United không còn giữ được phong độ bùng nổ với chỉ 2 kèo thắng sau 12 trận đấu. Những thống kê trên đã phần nào phản ánh hết phong độ của hai đội nên để lựa chọn thì cửa Brighton sẽ chiếm nhiều lợi thế hơn. Vì vậy, Brighton là sự lựa chọn hợp lý. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đấu dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mạnh chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Dự đoán tỷ số trận đấu, Brighton thắng 2-0 Leeds United. Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về trận đấu dành cho anh em. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình nhé. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube Tám Bóng Đá để cập nhật sớm nhất các video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!